múa đang ta thì tiếp có kiếm khí công dịch cân kinh nữ phần tiếp. Ngủ lại chút một nào thiếu là chị tiếp cho. Nó dậy chứ dưới nó đưa lên xuống đó quên vung ra co vô chủ ra. Kéo vô đẩy lên trời nó số 3 đó, rồi xoay ngang số 4, xoay ngang nó vuốt, nó xoay ngang nó vuốt, xong đổ xoay ngang vuốt bên kia, đó. 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 Rồi thứ năm lùi chân, ừ. Ủa, bữa nó tập cái đâu? Bữa đó tập tới số 5. Đó số 5 khi nó đang khi tôi lùi chân đang coi luôn. Dày qua dày dày rồi nó lưu chân trái đó một có cái nó ba lần xong nó rút chân lên dày thả xuống lại 3 lần nè quơ một hai ba mua thoáng vậy thì kỳ sau tôi muốn kỹ hơn đó rút lên bây giờ chỉ thức thứ sáu là hai tay đưa lên vậy để hai tay vô trong vùng ra bấm ngón trỏ ngón út như ngón cái bấm vậy kéo vô à, kéo vô hai trở ra và đó xong đó thứ sáu xong thứ bảy cái tay thả ra sau bọc cái tay qua vậy đó xoay qua bên này cái ngựa bên kia cái cô chỏ đó đưa cô chỏ xuống gỗ cái này một cái này nữ nữ vỗ tóc á à. Xoay cái nó cúi đầu xuống 3 lần đó con nữ nó cúi xuống cúi cái cô chỏ xuống đó đảo cái cô chỏ vô đụng gối luôn đó 3 lần một rồi làm lần 3 lần sao 3 lần xong mới đổi về và bên này quay ngược bên này cúi xuống một hai đó không cúi thì bắt tới đây thôi từ từ vào dần dần mới cúi sâu hơn và đó, nếu mới cúi tới đây thôi mới đầu mới tới đây thôi rồi ngày mai xuống dậy từ từ xuống dậy từ từ rồi mới bắt cúi xuống đây được là ngon mới đầu sẽ cúi thứ bảy xong thứ thứ tám buông hai tay ra nó không gì kia nó ngồi xuống nhà một đó hai thì nó ngồi thấp hơn chục đó, nó múa như múa vậy. Ba nó thấp nhất này được chứ dưới bê chứ không xong nó xong xong đó 3 lần xuống nước lên đó, xong bây giờ thức thứ chín cái tay nó để sau lưng xòe cái tay này nha giống như cái con rồng vồ cái móng của mình cái xoay qua vậy để cái này xoay qua vậy cuốn kéo lên rồi đổi tay bên này móng rồng từ này xe cái ngón giữa này đẩy ngón giữa qua bên này xéo qua đè xuống bên này sẽ đứng cùng chiều cho mày coi cho dễ tập thấy không đứng nhẹ nè xô xoay dí ngón giữa xuống dưới đất vẹt một vòng cuốn ngón giữa lên để tay này xoay bên này dí ngón giữa vào đè ngón giữa vào đây đọc bên này nó thích thứ chín đó
thức thứ 10 nó gọn hơn của nữ, của nữ nó gọn dài đó. Một vậy thôi, chống xuống nó gọn hơn của nam, chống xuống hướng lên. Ừ, nếu mà giỏi thì năm ngón cũng đúng, nó hai ngón này thôi, ngón áp út á. Còn yếu thì cứ để chống năm ngón. Xong đứng lên, đổi đổi trên đó, quay bằng chân qua bên này là cũng lưng vô cả, uống lưng chụp cái chống xuống đó, hướng người lên rồi, nữ nó gọn. Mười xong đứng lên thông 11 để vậy, cũng mép chân ngoài, nó chỉ cúi xuống thôi, sau xuống, xong nó đứng lên thức 12 nó bung ra vậy, cò vừa giữa giống như nào, để xuống vậy, ngửa một chân ngó lên vậy, rồi đó nó quay bên trái một cái, nó quay bên trái một cái, xong nó quay vừa giữa, quay bên phải một cái, quay vừa giữa, hết cái cổ quay cái tay để yên, quay bên phải, quay bên trái một cái, quay vừa giữa một cái, rồi đứng lên là hết bài. Rồi múa lại cho nhớ, không thể chỉ lại thức thứ 6 đó, cũng thứ 5 kẹp hai ngón này thôi. Ngón áp út nó là cũng ngón áp, ngón út chứ ngón áp út là chính. Bấm bấm xong đi sắm, giống kéo sợi dây, kéo dây giống như ôm hai ngón thôi, nhìn thấy không, nè xòe qua này thấy không, cắm vô xòe ra năm ngón, cuốn là hai ngón như quan âm này đó, hai ngón chĩa lên đó. Xong đổ bên cất tối dậy nữa đó, tối 6 giờ có người học. Số 6 chưa? Số 5 rồi, rồi số 6. Số 5 xong. Số 5 thì bước lên. Bước lên chân hai tay về. Kéo hai tay vô. Nắm ngón cái, gái như ngón trỏ. Chón chân kéo vô. Đó. Kéo vô. Xòe ra ba lần. Cũng thở bình thường. Hít. Đó. Cái này kéo vô là ba cái ngón này cũng thả lỏng, chụp lại nha, kéo vô. Kỳ sau tới thì chỉ lần nữa, hôm nay mình tập luôn, kỳ sau tới bắt mình muốn nguyên bài để chữa lại. Xong, để chúng mày coi thuộc, chưa có đã xong, cái thức thứ hai là để tay là sao. Kỳ sau tôi muốn nguyên bài, nó có tay đi vòng lên sao. Xoay là sao, cú xuống. Cú xuống mình kìa, rồi cú xuống mình này, đó. Cái này xoay là cái mép nó dẫn tới nha. Đúng, nó chịu mép hết. Giống như tắt mép nữa, thấy không? Nghiêng mép qua ba lần rồi trong đổi bên ba lần rồi, đổi bên kia cũng quay bên này, cúi xuống bên này, cúi xuống bên này, quay ngược cúi xuống ba lần, 1 2 3 đó, 7 xong 8 duỗi hai tay bên, đứng lên ngồi xuống ba lần, thấp vừa, thấp sắp thấp hết ra đó, hai thấp nhất rồi xong đứng lên đó, lên mới đầu vồ xe tay vồ này. Giống như kia mình nó để đưa hai món móng này ra, xoay qua như dí ngón giữa xuống như đập quẹt một vòng, móc ngón giữa kéo lên để sau lưng giống móc giỏ, xì qua này, dí ngón giữa nằm ngang bọc ra bên này, kéo lên đó, thứ chín
xong thức thứ 10 là xoay qua, nó để đây không làm gì, vô một cái thôi rồi uống cái đầu chụp một cái chống xuống ưỡn lên à, hai lần uống gì bao nhiêu lâu ưỡn cũng thằng 6-7 giây uống thiệt công, uống công cái lần này uống thiệt nhiều vô đó. Xong đứng lên, đứng vẫn đứng dậy cái xoay của bên này, đổi chân vậy đó, rồi cái cong lưng cứ dồn cái chống xuống ưỡn lên, ưỡn thêm nhiều lên, chống cái chân như này, nó không có chân như này bên Nam, chống phần chân ưỡn lên, chống cái bàn chân bàn chứ không có để gối như Nam, chống cái bàn chân đó ưỡn lên, xong đứng lên đó. Xong quay thứ 11 chỉ dí đầu vô hát thôi, mép chân ngoài mấy cái đó cũng giống thoải mái 3-4 cái vậy. Xong đứng lên bung hai tay vô chống xuống này, nhìn ở dưới ngửa đầu này, rồi xoay ở phía trái quay mấy cái cũng được, này xoay qua rồi lại cho bên 3 cái, xong quay giữa ngước đầu lên rồi thủ công đó. Cái chỗ này nếu mà quay thì là về cái vai quay luôn, chỉ cái cổ là cái cổ quay thôi, cây nguyên sắc quay cái đầu nó biết đâu, quay cái đầu này đó, mà cái hai bàn chân mép xong đứng lên để bung lên đó, xong clip khóa lại.